nhưng đã không có bất cứ tiếng còi nào được cất lên. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Tuấn Anh kéo bóng lên phía trên, đánh đầu tuyệt vời, triển khai rất nhanh, và Mỹ Đình 2 chỉ mất hai tình huống chuyền bóng để có được bàn thắng mở điểm ở trong trận đấu này. Quả tạt quá tuyệt vời của Đặng Tuấn Anh, đúng là một cầu thủ đã từng tinh qua môi trường chuyên nghiệp thì những quả tạt luôn chuẩn chỉ, phá bật rất cao. Cơ hội, Cường Sôi dứt điểm, tuyệt vời. Bàn quân bình tỷ số dành cho Luxury Hạ Long. Tình huống tấn công trung lộ tốt mà Luxury Hạ Long đã thực hiện. Thái Ruri là người đã đưa ra tình huống chuyền bóng đột biến. Và Cường Sôi đã có một nhịp khống chế bóng và xoay người dứt điểm rất nhanh, đỡ xoay sút bài tủ của bóng đá 7 người. Và mọi tiền đạo đều cần trang bị kỹ năng này, và Cường Sôi có đủ ở trong pha bóng vừa rồi. Dũng Nam, cú đá rất nguy hiểm, một không. Bàn thắng ở phút thứ hai dành cho Eco Park, và đó là cú đá trái phá. Tình huống dứt điểm tuyệt vời của Phan Thế Hưng. Không thể tuyệt vời hơn với tình huống dứt điểm vừa rồi của Phan Thế Hưng. Cú đá đã khiến cho thủ thành xuất sắc nhất của HLIS4 phải vào lưới nhặt bóng chỉ sau 2 phút. Đánh giá có phản xạ cực kỳ tốt. Đánh đầu lại một pha cố định và tỷ số là 2-1 cho HTT. Những tình huống treo bóng vào cột 2 đang là một vũ khí quá lợi hại. Quả treo bóng quá ngọt. Và ở cột 2 thì Long Con là người ghi bàn. Tiện lợi cho việc theo dõi giải hạng nhất năm nay. Quá hay. Hà Tô Rô cơ hội. Dứt điểm. 3-1 đến với Đại Tử. Và lại là Tuyên tung tăng. Trong ngày gặp lại đội bóng cũ thì Văn Tuyên đang có một cái duyên ghi bàn. Thực sự là đáng nể. Cú đúp rồi. Và cả hai lần thì anh đều không ăn mừng. Rất đẹp và rất sòng phẳng. Công đầu chắc chắn lại phải gọi tên Hà Tô Rô.